Hai anh em đã quay trở lại với kênh xe máy giá sỉ với anh em nha. Thì hôm nay sẽ báo giá cho anh chị một chiếc xe. Đó, xe dành cho mấy chị nội trợ và mấy anh dìu vợ đây. Đó. Thì Honda Lead nha, gọi là Leader, em hay gọi là Leader lắm. Tại vì ngày xưa hay gọi Lead đó, nó hay nhầm với là Click lắm. Em gọi là Leader quá. Đấy, xe này thì hiện tại là chị hai em lúc trước cũng có chạy nè. Rồi ba em hiện tại cũng đang chạy chiếc xe này màu đỏ. Đấy, ba em chạy chiếc này nè ha. Màu đỏ như này. Và chạy hiện tại bây giờ là cũng 5-6 năm rồi, nhưng mà nó vẫn còn ken mới và ngon. Đấy, thấy vậy chứ người ta chạy đầm lắm nha. Chở mà đông người nó kiểu trên chiếc xe này ngồi là vi vu chạy rất là đã luôn. Đây, con này thì nó sẽ có những phiên bản như tiêu chuẩn, rồi cao cấp, rồi đặc biệt. Tiêu chuẩn thì đi chìa khóa thường thôi, còn cao cấp đặc biệt thì nó kiểu thì nó sẽ đi chìa khóa Smart Key. Đấy. Rồi, màu đỏ này dành cho những cô chú nào mà trung niên thì mình có thể đi màu đỏ này rất là đẹp ha, hoặc là phong thủy. Còn bạn nào mà trẻ trung hơn tí xíu, anh em nào mà trẻ trung hơn xíu nè, thì sử dụng màu đen nhám hoặc là màu xám nhám. Bây giờ Honda Lead đó, nó không có dành cho những cái người mà gọi là phụ nữ nữa rồi, già cả nữa rồi. Tại vì những cái màu sơn này của nó cũng khá là đẹp rồi anh chị ha. Đấy, rất là ngầu và rất là đẹp luôn. Hai màu nè, đẹp dã man luôn. Đấy. Hệ thống đèn đi là hệ thống đèn full LED luôn. Nó được gọi là một chiếc xe mà có cái cốp xe là mảnh thú nhất thế giới. Cốp xe rất là to ha. Đấy. Rồi, bên đây thì sẽ có màu bạc nhám nha, cho màu nhám. Đấy. Rồi. Dưới đây sẽ có xi nhan nha, xi nhan bóng halogen thôi. Phanh sẽ là phanh CBS nha anh chị ha, phanh CBS. Heo dầu thì 1 bit thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của em này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu là 2,16 lít trên 100 cây. Sàn để chân thì to, phẳng. Rồi, ổ khóa thì là ổ khóa Smart Key. Đấy. Hệ thống công tắc đèn đã được loại bỏ và có phần chờ, điểm chờ ở đây. Nếu mà mình muốn gắn thì mình gắn, không gắn thì thôi. Nếu mà gắn thì thay đổi kết cấu của xe là bị mất bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km nha. Rồi, hộp đựng đồ ở đây rất là tiện lợi, rất là sâu luôn. Và có cả cổng sạc USB ở trong đây. Điện thoại là để là chục cái trong đây được luôn nha anh chị ha. Rất là rộng luôn, thoải mái ha. Đấy. Rồi, bên hông đây, phiên bản này là Lead Special Edition. Đấy. Cớp thì khá là rộng, em sẽ quay cớp cho anh chị xem một lần nữa. Chứ nói giờ nói cái cớp chiếc xe này là vô nghĩa. Tại vì ai cũng thấy nó bự, biết nó bự rất là to. Trời ơi, giờ dở ra còn hết hồn nữa. Cớp mà full nguyên cái cớp này luôn. Và đổ xăng ở phía trước. Đấy, đổ xăng phía trước. Cớp rộng, đổ xăng phía trước mà sàn phẳng nữa. Thì quá là đỉnh luôn anh chị ơi. Quá là đỉnh luôn ha. Có một cái điểm trừ ở đây thôi là đổ xăng nè. Thì giống như SH vậy đó. Khi mà anh chị mà treo đồ ở đây thì mình đổ xăng ở đây thì mình phải né nó kiểu như treo lông một đống đồ, đi chợ đóng đồ xong rồi để đồ dưới chân nữa, kiểu thì dướng bên xăng này khó nó mở được. Còn nếu như mà thiết kế đẹp như Randy á thì người ta sẽ đổ xăng bên hông như này, sàn vừa phẳng, cớp vừa to. Randy nha, sàn vừa phẳng, cớp vừa to, treo đồ thì thoải mái, bình xăng đổ trên đây không có đụng chạm tới ai hết trơn, không dướng díu gì hết trơn. Em thích thiết kế của Randy. Đấy. Rồi bây giờ báo giá dòng xe mà Lead ha, Honda Lead. Rồi, thì hiện tại Honda Lead tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát bên em báo giá cho anh chị là đã bao gồm thuế VAT rồi, chưa bao gồm giá lăn bánh. Ai mà muốn mua thì muốn biết giá lăn bánh thì cứ nhắn tin qua cho em. Em sẽ báo giá lăn bánh cho anh chị qua số điện thoại dưới bên góc màn hình là 0785888030 đó. Có số điện thoại đó ha, là anh chị cứ nhắn tin để em tư vấn cho anh chị. Rồi, Honda Lead hiện tại đang có cái mức giá là, đối với phiên bản tiêu chuẩn sẽ có mức giá là 40,5 triệu, phiên bản cao cấp 43,5 triệu, phiên bản đặc biệt màu đen là 45 triệu, còn màu bạc là 44,5 triệu. Đấy, anh chị có thể xem và tham khảo giá bán nha. Còn anh chị nào mà muốn biết giá lăn bánh thì nhắn tin qua cho em vào số điện thoại là 0785888030. Hiện tại thì bên cửa hàng em vẫn có đang chương trình khuyến mãi mới chạy thôi, là mình sẽ mua xe trả góp với mức lãi cực kỳ ưu đãi. Nếu như mà mình có điểm tín dụng tốt nha thì mình không cần đưa trước cho em đồng nào đâu, là lấy được chiếc xe Lead này về rồi. Nhưng mà với mức lãi nghe hết hồn không, tưởng đâu là lấy xe về là mức không đồng thì mức lãi sẽ rất là cao, nhưng không đâu, mức lãi sẽ cực kỳ ưu đãi 0,99 hoặc 1,29% cho anh chị nào có điểm tín dụng tốt nha. Tùy vào mức độ điểm tín dụng của anh chị, chưa nợ xấu, chưa trả nợ trễ, chưa vay mượn hết trơn đó. Rồi cái đó vậy thì mức lãi suất bao nhiêu thì em sẽ nói cho anh chị dễ hiểu hơn. Thí dụ anh chị mượn 10 triệu đó, vay 10 triệu thì mức lãi suất là 90.000 một tháng, 20 triệu là 180.000 một tháng, 100 triệu là 900.000 một tháng. Đấy, rất là rẻ nha, hiện tại mức lãi suất cực kỳ rẻ luôn. Anh chị nào quan tâm thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết là anh chị đang muốn trả góp như thế nào, và muốn biết giá lăn bánh thì em sẽ tư vấn cho anh chị ha.
Đó. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã xem kênh Xe Máy Giá Sỉ bên em. Anh chị thắc mắc những vấn đề gì, muốn biết trả góp như thế nào, muốn biết giá lăn bánh ra sao thì hãy để lại bình luận phía bên dưới hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Cửa hàng của em thì ở trong là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh và 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.